gồng lên và một trời ơi. Và cái thằng kinh này số của nó hôm nay bị sao ấy. Vâng, cứ đặt ở đâu gồng phát là ăn bom ở đấy. Giỏi thật. Đấy, lại có bom. Vâng, bao nhiêu vị trí ta không thả, vâng thả chỗ nào là mày ăn bom chỗ đấy. Vâng, ngu người thật sự luôn. Không hiểu kiểu gì đấy. Thằng này mày cho mày đội trưởng đội rà phá bom mìn. Vâng, anh em xem đến đây thì đỡ hộ tôi cái. Chị nâng nữa hả? Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại với bằng series xây lại ngôi làng rút hôn đến tha hôn 13 đúng không anh em? Không biết các bạn đã quên cái ngôi làng này của mình hay chưa thì mình cũng không rõ lắm. Nhưng mình thì vẫn phải tiếp tục cho tới khi cái ngôi nhà chính này của mình phải lên được tha hôn 13. Và hôm nay mình sẽ cho nó lên. Mình sẽ nâng nó lên anh em ạ. Đây. Uầy, phải đợi 8 ngày. Vâng, free to play mà. Cái ạc này là ạc chơi free anh em ạ. Không có được đầu tư mua cái gì mà nó quá lớn cả. Nếu anh em mà chưa xem cái series mà vâng nhận gem tết là nhòe từ đầu đến đít ở cái ngôi làng này thì hãy xem lại nha. Hôm đấy mình đã nhận một loạt từ trên xuống dưới luôn. Thì hôm nay mình cũng nhận đi 250 gem với cả là 25 gem. Vâng, như vậy là đã có 275 gem rồi. Ngon. Và mình sẽ phải nâng nó lên các bạn ạ. 8 ngày. Ôi dồi ôi, nâng hết 8 ngày. Và sẽ là phải chờ đợi thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ngôi làng này của mình thì lại đang còn nâng cả hai cái thanh niên này nữa. Ôi, thế thì mình sẽ lấy thằng này ra để cho nó nhanh. Gem chúng ta vừa mới có được mà gem tự nhiên chứ không phải là đi mua đúng không? Nhận đồ. Và mình sẽ tiếp tục nâng cái ạc này lên anh em. Và mình đang thi đấu bằng cái combo là rồng điện luôn. Nhưng mà anh em có thể thấy là bởi vì rút hôn thiếu rất nhiều tài nguyên ở lá bình tím, mình còn chưa nâng được lên nữa cơ. Đây này, một loạt thứ mình cần phải nâng nữa. Và nâng kho vàng này vẫn phải cần này anh em này. Rồi bây giờ thì phải cần 4 triệu để nâng cái con rồng lên nữa. Mình vẫn đang nâng liếc tiếp tục ở đây. Và trong video này thì mình sẽ cố gắng nâng tiếp cái này anh em nhá. Và nếu các bạn có nhu cầu mua vé vàng này thì hãy nhiên tay liên hệ mình này. Gói ưu đãi trong cửa hàng này, rồi nhiều lắm. Rồi là những cái gói gem này nữa các bạn nhá. Thì hãy nhanh tay liên hệ mình thì mình vẫn hỗ trợ cho các bạn đầy đủ bằng tất cả các hình thức thanh toán, kể cả chuyển khoản ngân hàng hay là Momo hoặc là thẻ điện thoại cũng ok hết nha. Rồi mình sẽ lấy tiền ở trong này ra cái đã. Ui giời, 8 triệu mấy, tha hồ mà nâng rồi. Chờ một chút xíu nữa, trông nữa mình sẽ đi farm về đầy đủ tiền vàng các thứ rồi mình sẽ đập tiếp luôn các bạn nha. Vâng, đang có một dân mà. Cố gắng kiếm nhà ngon ngon nha. Ui dồi ôi, vừa mới nói xong 920.000, 748.000. Ui dồi, trận này quân mình thì có vẻ là mềm. Nhưng mà thôi thì nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi du học anh em. Không nói nhiều. Vâng, phải cố gắng thay đổi cuộc sống thôi con ạ. Vâng, mặc dù Covid, Covid nó đang hoành hành nhưng mà con cũng phải cố gắng bươn trải ra đi. Vâng, liều thì ăn nhiều. Vâng, cái xã hội này. Vâng, anh em biết câu đấy rồi đúng không? Tấn công. Rồi, ui dồi ôi. Vâng, đạn quản giáo đi bay cho anh. Vâng. Ui dồi, đập cái cuồng nộ con nào. Đập bình xét vào đây này. Bịt lại. Ui dồi ôi. Vâng, anh em nên nhớ là cái đội quân của mình rồng mới có rồng bột thôi. À không, tí nữa về ta chơi đồ nhờ. Vâng, quên chơi đồ rồi anh em ạ. Vâng, trận này mình quên chơi đồ rồi. Thằng Kinh phải vào đi con ạ. Vào đi con đi. Vâng, còn sống còn chiến đấu con ơi. Vâng, cố lên mà Barian. Mô tả này, bịt cái mô tả này lại này. Ui rồi. Vâng, căng quá. Vâng, ăn còn có 200 mấy nghìn nữa à. Xúc ở đâu? Phải thả ở đâu bây giờ? Bên này đi. Như vậy là kinh 15 của bên mình đập thằng kinh kia. Ôi, một pha gồng kinh nữa rồi.
phải cố gắng mà ăn đi, ăn mà lấy sức mà học hành, mà lấy sức mà cày cuốc con ạ. Úi rồi thằng Tèo du học quả này vẫn thành công rồi. Ủa đừng mạng ơi, đừng có bảo vâng đánh xong lại không có gì cầm về thì đúng là vâng, thằng Tèo đi du học gặp dịch Covid rồi không làm ăn được gì thì tòi. Vâng, cắm sổ đỏ bán nhà bán cửa cho con đi du học rồi đây. Cái gì đấy, giật. Oh no, ít máu quá. Tí về chơi đồ, cay lắm rồi đấy. Oh, đại quản giáo cố lên. Vâng, đừng mạng người em, đừng có làm thế anh rung lắm. Vâng, anh em ra cắt dự trận này như thế nào? Vâng, 900 mấy nghìn như vậy khả năng em mút hết rồi. Vâng, mút lấy mút để đến từ thanh niên đại quản giáo. Ôi, ăn trong pha này là ok rồi. Cứ không chờ được một phút nữa đâu. Rồi, ok, múc hết vàng luôn anh em nhá. Đi về, đi về. Úi giời ơi, vâng, thi đấu trận khởi sắc thật sự luôn. Vâng, làm video vâng cứ như thế này có phải là ngon không? Đấy, mấy bạn nhắn mua vé vàng nghĩa là gói ưu đãi là cứ liên hệ vâng, liên tội luôn. Rồi, mình sẽ phải chơi đồ luôn nha. Ok, vâng, lên đồ. Rồi, vâng, thành phố lên đèn là mình lên đồ anh em. Mời chuẩn bị nữa băm nhá. Tình hình là nhà này nhìn nó khá là ngon nghẻ các bạn ạ. Và chúng ta, vâng, quân đội của chúng ta đã vừa mới được trang bị lên cấp rồi. Thì có lẽ là mặc dù ít về số lượng nhưng mà mình nghĩ chất lượng nó sẽ ngon. Rồng điện đã lên rồng 2 rồi. Vâng, cố gắng đừng có xóm con nào cả. Vâng, cứ vậy mà chiến đấu đi em. Ôi giời. Hay là chơi con lính bay nhỉ. Ok, bay luôn. Gồng lên. Rồi. Tuyệt vời. Hay lắm. Ô, bạn này đặt bẫy lốc xoáy hiểm đấy. Bạn đặt cũng hiểm đấy bạn ạ. Nhưng mà từ từ. Tớ sẽ có vâng chơi format của tớ. Thôi, bạn rồng chạy cánh một mình trên kia là hẹo rồi. Giật, tuyệt vời lắm bạn ơi. Vâng, Inferno với chúng tớ à. Để mình xem nào. Vâng, Inferno nó đang đốt đào đấy. Đang đốt thấm phết đấy. Vâng, thêm cái nữa cho nó chất. U rồi. Ôi, mình không dám thả chỗ kia. Bởi vì, u rồi. Rồi, thì để dưới này cũng được. Mình không thả thằng kinh ở trên kia. Bởi vì là cây Inferno single kia nó đốt. Thì thôi nhắc người. Nhưng mà để hoành tá tràng thì mình sẽ gồng lên cái nào. Ui giời, bọn này đặt bẫy kinh khủng nhờ. Vâng, mình đã gồng thế rồi mà nó vẫn đặt quả bom ở trên kia. Rồi, đang quấy nhiễu. Vâng, sẽ cố gắng chơi nhà này xem nào. Vâng, đội quân của chúng ta vâng, lên đồ có khác. Nhưng mà thằng kinh vừa có pha gồng phát được chiếc tòi rồi. Vâng, hai cái thổi gió nó thổi hướng này. Vâng, để xem đại quân của chúng ta là có thể vượt khó được không. Vâng, tài nguyên thì ăn gần hết rồi đó. Cố lên. Vâng, bốn em rồng. Vâng, đánh đầu cắm rồi quả này. Hai cái thổi gió thì đúng là thốn lắm rồi. Giật. Vâng, vẫn không giật được phát nào mà bị Inferno nó đốt. Vâng, cái bay này nhìn vậy mà khắm nhỉ. Vâng, do mình thả sai thằng kinh thôi. Bây giờ vâng, cuối cùng là mấy em rồng phải chịu trận rồi. Toàn. Thôi, không phải cố. Vâng, như này là quá ngon rồi. Quá ngon rồi. Chờ tí xíu nữa, vâng, xin quân rồi lại đi bèm tiếp nha anh em nha. Vâng, lên đồ để đánh khác bọt thật. Vâng, kho vàng nó lại sắp full rồi à. À, hôm qua là có cái thử thách của mùa giải nó cộng vào thì nó mới lên được mười mấy triệu. Chứ còn không thì mới có 11 triệu thôi. Vâng, kho vàng vẫn phải đang nâng cơ. Đây, kho vàng mình vẫn đang nâng đây anh em này. Rồi, bây giờ thì để xem mình bao nhiêu triệu đây. Úi dồi, vâng, lên rồng cũng phải 9 triệu. Càng. Nhưng mà yên tâm, chúng ta sắp có bonus ở đây rồi. Nhân 4 bonus rồi. Ok, ok. Vừa mới bấm nick cái, lại có nhà ngon. Bực thật ý. Vâng, đánh đấm gì vừa mới nick cái là nó có nhà. Bọn này làm ăn chán thật sự luôn. Không hiểu kiểu gì. Lại phải đánh. Khổ. Rồi. Vâng, quả này mới căng này. Úi giời. Vâng, Inferno nhiều tia kìa bạn ơi.
Khí cầu thả đá chiến. Vâng, anh em ra cắt dự trận này cho mình cái. 1, 2, 3, gồng lên bạn ơi. Úi giời, vâng, bom bay rệt, rệt balloon tớ này. Úi giời, vâng, nhấc người bạn ơi. Vâng, mãi bên nhau bạn nhá, bắn đầu quá bạn ạ. Quay xe đi rồng, đúng rồi. Vâng, rồng của tôi lại chơi đồ rồi đó các ông ạ. Đừng có mà đùa. Láo nháo, Aquin à. Aquin à, bạn làm cái gì đấy? Thôi xong. Úi giời, vâng, rồng của tôi lên đồ rồi đấy Queen ạ, vâng, một phát hẹo luôn. Thêm vào đóng băng cho chất này. Úi giời, thịt gồng lên, vâng, một, ôi trời ơi. Mà cái thằng kinh này số của nó hôm nay bị sao ấy. Vâng, cứ đặt ở đâu gồng phát là ăn bom ở đấy, giỏi thật. Đấy, lại có bom. Vâng, bao nhiêu vị trí ta không thả, vâng, thả chỗ nào là mày ăn bom chỗ đấy. Vâng, ngu người thật sự luôn. Không hiểu kiểu gì đấy. Cái thằng này mày cho mày đội trưởng đội rà phá bom mìn. Vâng, anh em xem đến đây thì đỡ hộ tôi cái. Nâng nữa hả? Vâng, hết thúc trận thi đấu vẫn còn quả bom nữa hả? Vâng, anh lại mày đấy kinh ạ. Vâng, anh lại mày đấy. Vâng, mày chơi thế thì ai mà đỡ cho nổi hả? Để quân phát nào. Ôi, vâng, anh em nào có nhu cầu mua vé vàng, gem hoặc là những gói ưu đãi trong cửa hàng thì anh nhanh tay liên hệ mình nha. Vâng, có cái event gì mới không? Ôi, đập phá nhà chính như vậy là không kịp hoàn thành rồi. Toang rồi. Để mình xem trong này có đồ không. Vâng, 300 mấy nghìn. Vâng, bonus phải 18 tiếng nữa mới có. Vậy là hôm nay vâng khả năng là chưa nâng được rồng rồi. Nhưng mà mình sẽ phải tiết kiệm để nâng con rồng lên. Hoặc là có thể, à không, phải nâng cái này nữa. Mình sẽ phải nâng cái này nữa anh em ạ. Đây rồi. Thì mình sẽ nâng cái con rồng điện này lên. Ok. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới của mình nha. Rồi. Bye bye anh em nha. Vâng, tiền của mình thừa nhiều nhưng mà mình không nâng. Bởi vì mình để chúng nó toàn là cấp 1 cho nó sốc độc lại nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Bye bye. Đừng quên mình vẫn livestream hàng ngày trên kênh Akari Gaming 8-9 giờ tối hàng tuần nha. À quên, hàng ngày. Bye bye.